xin chào quý vị khán giả. Chào bà con, cô bác. Hiện tại bây giờ Sang đang có mặt ở đường Trần Văn Dầu. Cái hành trình tiến lao cuộc đời tập 12 thì tiếp tục đi chia sẻ tình yêu thương của mọi người đến cho bà con ở Cà Mau. Cái chương trình tiến lao cuộc đời mấy tập trước quý vị đã xem, đặc biệt là cái gia đình của Cải với lại chú Trung với gia đình xâm hại tình dục á. Với chương trình tiến ra cuộc đời tàu hành động 12 này sẽ tiếp tục xuất phát đi về vùng đất của Cà Mau, nơi mà cuối bản đồ của đất nước còn rất nhiều cái sự nghèo khổ, để mà chia sẻ cái tình yêu thương đối với bà con nghèo. Thì sao cho Sang chúc tất cả quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe và cả nhà. Thì Sang thông báo sơ để quý vị nắm rõ cái lộ trình kỳ này Sang đi. Thứ nhất là đi quay trở lại để có cái câu trả lời dứt khoát rồi đến cho những hoàn cảnh mà những cái tập mà xem mới vừa đi qua, và bên cạnh đó là để mà tìm hiểu thêm một số hoàn cảnh khác mà xem đi chưa hết, rồi cái danh sách nó còn, cái danh sách nó là xem còn giữ ở đây còn nhiều đi chưa hết. Rồi cái thứ hai nữa là cũng là rất là quan trọng và chia sẻ cái những món quà ý nghĩa của Sang cũng như là quý vị Mạnh Đường Quân chia sẻ đến 160 em học sinh cho ba cái làng mồ côi. Thì những cái làng này thì nói chung nó nằm ở biệt lập gần cửa biển, thì ít có người lui tới, các trẻ em rất là tội nghiệp. Thì đến với các trẻ 160 trẻ em thì gồm có những cái gì thì Sang cũng nói sơ với quý vị là sữa nè, bánh nè, kẹo nè, ba lô học sinh nè, rồi tập nè, viết nè, áo mưa, rồi quần áo, rồi với lại nón bảo hiểm, bình giữ nhiệt đựng nước của học sinh, rồi giày dép vân vân. Thì mong muốn rằng chia sẻ cái tình yêu thương của tất cả mọi người cùng với lại chính đồng tiền mà Sang bán lời ở cái vấn đề bán nón bảo hiểm, bán khẩu trang nữa, để chia sẻ với bà con nghèo ở vùng cái nước nơi mà thực sự là phương tiện đi lại là bằng đường thủy, thì nước mênh mông cũng sát cửa biển, đa phần thì bà con nghèo thì khá nhiều, còn riêng thì người khá giả thì chỉ có những người mà có vuông tôm nhiều hoặc là có ghe tàu nhiều, thì mà những người đó khá giả, còn đa phần là bà con sống vào nghề mò tôm bắt cá đồ và làm thuê làm mướn đi ghe đi biển đồ này kia nọ lung tung, cho nên thì còn rất là tội nghiệp đó. Thì Sang thông báo sơ cho quý vị là lần này tới là trong cái chương trình tiến ra cuộc đời đợt trước Sang đi là 11 tập đó. Thì có 3 gia đình được hưởng được cái tình yêu và thương chia sẻ của lãnh đạo của quý vị Mạnh Thường Quân. Thì ba gia đình đó, thì ba gia đình nào thì Sang trước mắt để báo cho quý vị cái tin vui. Chắc có lẽ ba gia đình quý vị khán giả ba gia đình nào thì Sang sẽ để quý vị khán giả chờ xem những cái món quà tinh thần và cái tình yêu thương đầy ý nghĩa của Mạnh Thường Quân cùng đồng hành với là Thắm Sang để chia sẻ được gì cho bà con nghèo trong chuyến đi Cà Mau, hành trình tiến rao cuộc đời lần này ra sao. Mời quý vị hãy đón xem tiếp trên kênh YouTube tiến rao cuộc đời ở những cái phần kế tiếp nha cả nhà. Thật sự ra này hôm nay đi thì chuyến này đi thì lực lượng đông hơn ở đợt trước, là Sang đã lên kế hoạch để hỗ trợ, chắc chắn thì đi lực lượng đông hơn. Bên cạnh đó là một chiếc xe tải sạch hàng đã đi trước rồi, đi trước vào 5 giờ sáng ngày hôm nay. Do Sang quá là nhiều việc cho nên thật sự là Sang cũng không có mà kịp cái thời gian để mà đi cùng với lại cái xe tải hàng. Bây giờ thì chở theo tình nguyện viên đông để kỳ này để đưa vào tải hàng quá đi vô trong bốt cái dùng cái nước còn
rồi Kinh Ngang hay sông Ngang quên rồi, cửa biển sông Ngang, chung là từ ở ngoài đi vô rồi trong đó mấy tiếng hồ đi rất là đi ghê, thì xe không kịp để mà đi trùng cùng xe tải đó đi trước, không một xe hàng tải rồi. Bây giờ thì sang đi đây với lại mấy anh em đi đằng sau lưng nữa để hỗ trợ đưa hàng hóa vô đến cho bà con, và cũng thông báo sơ với lại quý vị rồi vô rồi cũng về sang lo tập kết hàng hóa để đem về cho bà con, cho nên không có kịp cập nhật cái danh sách của mạnh thường quân đóng góp cho cái chương trình cũng như là đóng góp vào cái quỹ của tháng 5 vừa rồi. Thì nếu mà từ đây cho tới ngày mai sang sẽ cố gắng hết sức để mà sang live stream để cập nhật danh sách của quý vị mạnh thường quân ủng hộ vào cái quỹ vì người nghèo để chia sẻ đến cho bà con trên những cái chuyến xe không đồng để đưa những bệnh nhân về một vùng miền cũng như là hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì chậm nhất là tối ngày mai sang sẽ phát live stream để mà thông báo công bố là cái danh sách tên của quý vị mạnh thường quân gửi vô vào cái tháng 5 và kể cả đầu tháng 6 này luôn, ở sang cập nhật luôn cho nó gọn vào trong cái chuyến đi này luôn. Rồi bên cạnh đó sẽ cập nhật luôn cái thu chi của tháng 5 để quý vị nắm rõ. Đó là những gì ngày hôm nay sang thông báo sơ qua cái chương trình Tiến Ra Cuộc Đời ở tập phần 12 này. Giờ mấy anh em đã xuất phát rồi, đang đi chơi lại chạy đây là Trần Đại Nghĩa cho tới Trần Nghĩa và ra cái đường quốc lộ để đường dẫn vào cao tốc nha cả nhà. Giờ sang quay trở lại để đọc tên của mình của quý vị khán giả để mà chào cả nhà. Bên cạnh sang thì Nguyên, còn sau lưng ghế nữa là bà xã của Sang, hôm nay cho vợ Sang đi theo, không cho đi rồi chuyến này bây giờ bà đuổi tôi thiệt luôn đó nha cả nhà, năn nỉ bà vợ tôi dùm cái, thấy vậy chứ bà thương tôi lắm, bà không có đuổi tôi đâu, tôi tối ngày tôi du quen với bà hoài đó. Bà Thủy ngồi sau, con gái nuôi Sang là bé Châu. Rồi bà Thủy, con nói lớn lên mới được. Chào quý ông bà cô chú. Rồi xin chào cả nhà, chào quý cô chú anh chị các bạn các cháu nhìn mến. Hôm nay là Thủy rất là vui được đi cùng với lại Tám Sang, lâu lâu rồi được đi cùng với ổng cũng vui lắm, để mà đi chia sẻ yêu thương giúp đỡ cho bà con nghèo. Rồi bây giờ đọc tên của khán giả để đọc bình luận nha, đọc lẫn mọi người để chào và cảm ơn mọi người đã xem buổi live. Bích Lam xin chào cô và sư phụ và các anh em trong hội sức khỏe. Cảm ơn Bích Lam. Nguyễn bé nay cô đi tắm đi vui vẻ đi vui quá. Cảm ơn Nguyễn bé. Nhiều lắm. Hèn tiếng nước ngoài con bỏ qua được không? Ba chữ qua. Không. Tiếng nước ngoài. Giọt sương rơi. Giọt sương rơi. Cảm ơn, đọc cái tên nickname để mình cảm ơn đó. Dạ. Một chiếc đi đằng trước đây, mở đường giùm đây, đi trên đầu xe sư phụ nè. Chúc sư phụ và mấy anh em trong hội viện DBS tương lộ bình an. Ô, Mạnh Hằng. Cảm ơn Mạnh Hằng. Úc Diễm. Úc Diễm đọc hết luôn đó. Đọc lớn lên Quyền. Úc Diễm, hello, con xin chào bố. Hello Úc Diễm. Rồi, Tiết Băng. Hello Tiết Băng. Thanh Thủy. Hello Thanh Thủy. Quốc Dũng Nguyễn. Hello Dũng, đi không anh đậu là anh đợi nhảy xe đi luôn. Chí Nguyễn. Hello Chí Nguyễn, rồi bữa nay lâu quá mới chạy vô đây chí. Ngô Mỹ Hằng. Hello Ngô Mỹ Hằng. Thiên Ngân nữa. Hello Thiên Ngân. Thanh Tâm. Hello Thanh Tâm. Sương Thu. Hello Sương Thu. Điệp Hồng. Hello Điệp Hồng. Trần Kim Dung. Hello Trần Kim Dung. Thảo Nguyên. Hello quý vị khán giả ơi. Hello Thảo Nguyên. Trần Mỹ Dũng. Hello Trần Mỹ Dũng. Hướng Dương. Hello Hướng Dương. Dương The Man. Dương The Man. Hello Dương The Man. Đờ Man. Đờ Man nè, Dương The Man nè. Anh chị em vui. Anh chị yêu em.
À, hello anh chị yêu em. Thì Linh Tô. Hello Thì Linh Tô. Quỳnh Lê Phương Ly. Hello Quỳnh Lê Thương Ly. Quỳnh Lê. Quỳnh Lê Thương Ly. Cảo Vi. Chào bố. Bố chào con, Cảo Vi chuẩn bị soạn quần áo đi, bố đi ngang, bố bỏ lên xe đi với bố một tầng lại đó. Vô trong cái nước ở trọng ấy. Cô đậu lên đây không cô? Được không? Rồi tên ai nữa? Thì sướng hành trình sang đây còn rất là dài trong cái chương trình tiếng rau cuộc đời. Sang đi cái chương trình này để mà cũng như là hữu duyên, đủ duyên đến với bà con nghèo thì sang đến, đó là cái nhân duyên thôi nha. Tất cả những hành trình mà sang đi thì sang đều có cái lên cái kế hoạch về danh sách và cũng như là địa điểm và địa chỉ. Thì lần quay trở lại này thì cũng có ghé mà ở bên Gò Công, Phú Tân, rồi sau đó di chuyển vào cái nước đó. Thì ở tại tỉnh Trà Mau nói chung là còn sức là còn nhân viên được, với là hoàn cảnh nào thì sang làm, còn hoàn cảnh nào mà gửi cho sang đồ kêu gọi sang đi giúp đỡ mà sang không có cái kế hoạch cũng không có cái lộ trình đi á, thì sang đến không có được thì mong bà con cũng thông cảm giùm đó. Tại vì thực sự ra sức người cũng có hạn thì mình làm được tới đâu mình làm, để nó đi theo cái lộ trình. Thì tại cái đường hành trình mỗi một chuyến mà sang đi không có cái chuyến nào được gọi là nó gần cả, nó rất là xa đó, nó rất là xa. Thì cho nên anh đổi ra sang cũng lên cái kế hoạch để mà đi một cái hành trình, mình đi đến điểm nào và mình ghé ở đâu để mà mình thấp tùng chung một cái lộ trình để mình đi là cho bao nhiêu cái hoàn cảnh, cho nên là nó đỡ mất cái thời gian và đỡ mất cái kinh phí để mà đi lại. Thì hiện tại bây giờ quý vị cũng biết rồi, xăng dầu nó rất là mắc, cho nên thì sang chỉ đi những cái mà sang chỉ đi anh tấn vỏ xin thuốc sang chỉ đi những cái nào mà sang lên kế hoạch nó nằm chung một cái lộ trình để mà sang đến để hỗ trợ thôi. Cái nào mà nó nằm ở ngoài cái kế hoạch khác, cái lộ trình thì sang đến không được, thì mong bà con hãy thông cảm giùm nha bà con. Rồi đọc tên tiếp của mọi người để chào đấy. Rồi Quỳnh Anh thưa bố. Quỳnh Anh đi. Con xin chào bố Sang. Hello Quỳnh Anh. Nguyễn Ngọc Thảo. Hello bố và mẹ và anh Viên. Hello Nguyễn Ngọc Thảo. Bé Tiết đang xem. Hello bé Tiết, mong cả nhà chia sẻ video ủng hộ Sang nha. Để mọi người mua sản phẩm của Sang vô Shopee của Sang nha. Một cái mà quý vị đã mua một cái sản phẩm của Sang là con cũng đồng nghĩa việc của quý vị cũng đồng hành với Sang trên con đường thiện nguyện. Sang cảm ơn rất là nhiều. Hoàng Bảo. Hello Hoàng Bảo. Tấn Anh Lê. Con cầu chúc cho đội cho chú được nhiều sức khỏe. Hello Tấn Anh Lê. Chữ chữ Hoa thôi. Chữ Hoa, chào ba chữ Hoa. Nhanh. Trần Bạch Cúc. Hello Trần Bạch Cúc. Kim Thiên. Hello Kim Thiên. Bảo Ngọc. Hello Bảo Ngọc. Thí An để xem. Hello Thiến An. Thành nhớ ghé cây trang Metrolimax nha. Ok nhận lệnh. Thanh Phạm đang xem rồi. Hello Thanh Phạm. Ba chữ Đức Hoa khác nữa nha sư phụ, không phải khác nhưng phải giống. Hồi nãy là ba chữ Hoa, giờ ba chữ Quảng. Con chào chú Tấn Sang. Hello ba chữ Đức Hoa. Ba chữ tiếng tiếng Hàn. Dạ. Tiếng Đài Loan á. Dạ. Bích Nguyệt. Hello Bích Nguyệt. Quỳnh Thị Thanh Thủy. Hello Quỳnh Thị Thanh Thủy. Bích Lam xem. Hello Bích Lam. Lê Phượng đây xem. Hello Lê Phượng. Gì
Nguyễn Thị Lan. Alo Nguyễn Thị Lan. Ngân Triệu đang xem rồi. Alo Ngân Triệu. Hạnh Lê. Alo Hạnh Lê. Tiết Nguyễn. Alo Tiết Nguyễn. Nguyễn Thị Trúc đang xem. Alo Nguyễn Thị Trúc. À, Minh Ngọc đang xem rồi. Alo Minh Ngọc. Wally Bear đang xem. Alo Wally Bear. Ô mày đọc tiếng Anh giỏi vậy ta. Ok ok, mà đưa tao cũng thấy đường đâu. Melly. Hello Melly. Nghe chú ơi. Hello. Chúc anh gọi là anh đang lại. Có cần giúp không? Có cần giúp không? Rồi giờ lấy điện lại nha. Rồi anh dặn Cường chở em đi á. Rồi rồi. Tiếp tục với sư phụ này. Rồi tiếp. Chào Mỹ Lê đang xem. Chào Mỹ Lê. Lan Lê đang xem. Alo Lan Lê. Trang Lùng đang xem. Alo Trang Lùng. Bích Lam. Alo Bích Lam. Mà tìm đang xem luôn coi chào không sư phụ. Chào ông Gầm. Chia sẻ video ủng hộ Tấm Sang bán những sản phẩm nha cả nhà. Bảo Tú. Bảo Tú bác Tám còn nhớ bánh mì Nha Trang ngày nào ngày bán con trang con ta. Nhớ chứ, trời ơi mấy ổ bánh mì nghỉ tình. Rồi, Nguyễn Ngọc Tú đang xem. Alo Nguyễn Ngọc Tú. Tìm nhắn cái phục đánh thẳng về đánh thẳng kế bên là sao anh tem nói gì anh tem. Nguyễn Tấn Lộc. Alo Nguyễn Tấn Lộc. Hát lên phục thì sang thông báo sơ và rất mong cả nhà luôn đồng hành cùng Sang như là xem video, chia sẻ video ủng hộ Sang, bấm like, bấm đăng ký kênh YouTube của Sang trong ba kênh là Hội Thiện Nguyện BDS, rồi Tấm Sang Review, Tấm Sang Nhiều Chuyện, cái kênh mà đem lại tiếng cười cho mọi người. Bên cạnh đó thì rất mong mọi người hãy vô cái trang fanpage của công ty Tấm Sang BDS để mà mua những cái nhiều dòng sản phẩm giá thì ưu đãi, hàng chất lượng cao, hoặc là vô Shopee của Tấm Sang BDS để mà quý vị có được những cái dòng sản phẩm giá ưu đãi, chất lượng đa dạng. Thì mỗi một cái sản phẩm gì mua ủng hộ Sang đồng nghĩa với gì cùng với Sang để chia sẻ tình yêu thương đến cho bà con nghèo. Rồi Sang cũng là luôn tri ân đến tất cả quý vị khán giả cũng như là quý vị mạnh thường quân trong và ngoài nước. Luôn nguyện cầu rằng tất cả những cái phần cước nào mà Sang với cùng với là tất cả anh em của Sang đang đi trên con đường thiện nguyện này xin chia phước và hồi hướng đến những cái nhân viên làm đấy đến cho tất cả mọi người trong và ngoài nước, xa hay gần, người còn đang tài thiện hay là người đã quá dạng, để hãy thọ nhận những nguồn phước ấy để mong cho tất cả luôn được an lạc và hạnh phúc. Đó là những gì Sang luôn gửi lời đến cho tất cả quý vị. Rồi ok, chị có rồi Khả Vi chúc bố và mâm buổi trưa vui vẻ và nhân dân bình an. Ok, thì tính ra tới thời điểm này là Sang cũng chưa có ăn cơm nữa. Cả nhóm luôn sáng giờ cũng lu bu. Cho nên là thử ra cũng cố gắng tranh thủ để mà lên đường. Đây về dưới cũng đói khuya để mà nghỉ ngơi, bắt đầu ngày mai bắt tay vào việc. Thì bây giờ Sang đã vô tới đường cao tốc nha cả nhà. Ấm lập màn hình lại. Rồi, Sang đang vô được cao tốc thì sao mở vậy? Tại trời nắng không sao. Sang đang vô được cao tốc rồi. Thì cái xe bắt giới đang chạy trên đầu gì thấy rồi bạn. Thì một lần nữa Sang kính chúc tất cả quý vị khán giả trong và ngoài nước có một buổi trưa an lành. Chúc quý vị ở hải ngoại có một buổi tối ngon, chào.
thì có cái số tài khoản nằm ở bên dưới của phần bình luận ngân hàng Việt Băng. Sang sẽ cập nhật cái tên của quý vị Mạnh Quân của tháng 5 và đầu tháng 6 này vào ngày mai nha cả nhà. Tối ngày mai Sang ra tới chỗ nhà nghỉ, Sang sẽ livestream để cập nhật mọi thắc mắc. Quý vị có thể liên lạc là cái số điện thoại 0906 86 3943 hoặc là cái số điện thoại là 0931 960 679, số của Thủy và của Sang. Rồi thì bây giờ vô cao tốc của Sang cũng tập trung cái tinh thần để mà bơm vô lăng chúng ta lấy trên dạng dầm bình an, giống như những gì mà quý vị khán giả đã chúc cho Sang. Bây giờ toàn đội cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha cả nhà, và quay màn hình lại để chào mọi người. Đừng quên chia sẻ video, đăng ký kênh và ủng hộ Thắm Sang nha cả nhà. Và nhớ mua những cái dòng sản phẩm bên Sang để Sang rất là cảm ơn thay mặt cho bà con nghèo và toàn đội của họ thì mình mới rất cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hai Quyền này là nó quay trở lại. Dạ. Còn phải gửi lời cảm ơn những cái vị ân nhân đã yêu cầu sự vụ dấu tên. Để cảm ơn ta luôn thông qua cái video này luôn. Nha. Sao gọi nhìn con má rồi. Rồi bye bye nha cả nhà. Rồi con ủa chưa nói hả? Dạ chưa. Rồi bên nói đi. Con cũng cảm ơn các cô chú đã ủng hộ sự phụ con và chia sẻ cái một vấn đề nào khác đó, thì con biết cái gì tới đây này là chia sẻ cho con về chung với sự phụ. Cảm ơn các cô chú rất nhiều. Nói chung là Quyền nó chỉ nói là cảm ơn đến người đã mà nghĩ tới Quyền, cái cuộc sống của Quyền, kêu Quyền quay lại để mà lo cái đồng lương cho Quyền để mà giảm bớt cái nặng cho Sang đó, thì Sang giải thích nói giùm cho Quyền cho nó rõ. Trời ơi sao cái điện thoại cổ biết, để Sang nói cho nó rõ để mà quý vị nắm rõ luôn. Cái lần quay trở lại này Quyền được tài trợ bởi một cái vị ân nhân để mà giúp cho Quyền phải có được cái tiếp tục cái công việc làm mà người ta cũng mong muốn cho Quyền đi trên con đường này, để mong rằng cho em Quyền á đón nhận được thêm cái những cái phần phước mai sau. Nghề thì thiếu gì nghề làm, nghề nào cũng có cái lãnh lương hết, nhưng mà quan trọng là cái vị ân nhân đó muốn cho Quyền phải đi trên con đường này là cái con đường đem được cái nhân duyên lành đến cho Quyền, thì mình vừa có cái công việc làm mà vừa được cái góp công góp sức để trên con đường thiện nguyện này thì quá tuyệt vời đó. Xuống giải thích giùm là đó. Dạ. Dạ, còn lại cảm ơn là con ở chỗ con. Dạ, lại cuối cùng con cảm ơn cô chú đã thương con lương. Và là lo cho con như vậy, con cảm ơn rất nhiều. Chúc cô chú nhiều sức khỏe và cái này tên chị nha. Dạ. Rồi một lần nữa cảm ơn cả nhà, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video nha cả nhà. Hẹn bà con Cà Mau hãy đón tấm cổ nha cả nhà ơi.